Giọng đọc Sứ Cơ Hoa chào mừng quý vị đang ghé thăm kênh youtube của MISA USA. Thân chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật an yên và tràn đầy hạnh phúc. Nơi đây, giọng đọc Sứ Cơ Hoa xin gửi lời tri ân đến tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi giọng đọc trong suốt thời gian qua cũng như thời gian sắp tới. Quý vị ơi, cũng xin đừng quên tiếp tục ủng hộ và thương yêu giọng đọc bằng cách hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến giọng đọc xứ cơ hoa nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trong buổi đọc truyện hôm nay, giọng đọc xứ cơ hoa sẽ đem đến cho quý vị phần tiếp theo của tiểu thuyết Đôi mắt người xưa của tác giả nhà văn Ngọc Linh. Chúc quý vị có những phút giây nghe truyền thiệt là thoải mái. Ông Thiện cười ha hả khi thấy bé Dung cầm ống bíp của ông tra thuốc vào. Ông Bảo Vũ: "Má nó hồi xưa đâu có khôn như vậy đâu. Ôi tối ngày nó cứ khóc nhè nhè." Vũ cười lấy lệ, Mộng Ngọc đang giúp chị bếp dọn cơm vụt quay lại nói: "Ba, ba nói xấu con hoài hả? Anh ấy được thể mà ngạo con á." Ông Thiện bồng bé Dung lên nói: Hai con có thêm một bé trai nữa là đủ cho ba vui với tuổi già rồi. À nè hai, Vũ giật mình đáp. Dạ, con nghĩ làm sao về chuyện đó? Vũ ngơ ngác hỏi lại. Thưa ba, chuyện gì vậy ba? Kìa, chuyện cất cái bệnh viện tư mà hôm trước ba đã nói với con đó. Vũ chợt nhớ ra khẽ đáp. Dạ con định vài năm nữa sẽ tính tới Hiện giờ khách của con cũng chẳng được bao nhiêu Ông Thiện lắc đầu Hơi đâu mà con lo Mình là bác sĩ tốt nghiệp ở Pháp Lại có bệnh viện riêng Tổ chức theo lối Âu Mỹ Tất nhiên bệnh nhân sẽ tin cậy Ba định mua xong miếng đất ở đường Shaloff Của hãng Trey Cất cái bệnh viện bài lao ở đó là hợp lắm Xung quanh có cây cối thật là mát mẻ. Vũ ngập ngừng đáp. Dạ, thưa ba, con con sợ coi sốc không nổi. Ông thiện gắt. Cái gì mà không nổi? Một mình ba đây nè, phải trông coi nào là hãng thầu, trại cưa mái, hãng làm nước sơn, sở trồng cao su, vân dân. Mà có sơ xuất gì đâu. Con chỉ có mỗi cái một bệnh viện mà than. Nếu con không lo nổi thì mướn thêm bác sĩ. Vũ lặng thinh, chàng không muốn nói gì thêm với ông cha vợ giàu óc kinh doanh. Ở địa hạt nào, ông thiện cũng thấy cách thu lợi. Ông nỡ nào so sánh chuyện thầu đường xá, buôn bán cây, ván, nước sơn với chuyện cứu chữa bệnh nhân. Mấy tháng nay, ông thiện khuyên Vũ lập một bệnh viện. Nhưng Vũ cứ do dự mãi. Chàng biết cha vợ thật lòng yêu thương mình, nhưng chàng không muốn nhờ vả ông nữa. Kể ra chàng cũng đã nhờ ông nhiều rồi. Trước kia, chớ bây giờ chàng đã thành tài, vũ muốn tự mình xây cất bệnh viện với công sức của mình. Mộng Ngọc đang sắp chén đũa trên bàn, nói chen vào. Ba ơi, ảnh sợ thiếu tiền xây cất đó ba. Chứ anh ấy làm gì lại trong nơi một cái bệnh viện không nổi. Vũ Toan ngắt lời vợ thì ông Thiền đã nói. Lại cũng lo tiền bạc hả? Chờ hãng xưởng và đồn điền của ba để làm chi đó. Hay là ông bác sĩ chê tiền của tôi không cất nổi một cái bệnh viện? Mộng Ngọc nghĩ rằng câu nói đó biểu lộ một tình thương chân thật của cha đối với chồng, nên cười to lên rồi nhìn Vũ. Nàng có ngờ đâu, Vũ lại cho câu nói đó là lời mỉa mai chua chát chàng quay mặt nhìn ra sân để tránh phải câu mài mộng ngọc tưởng đâu chàng không chú ý đến câu nói của cha nên cười tiếp lời cha anh có nghe ba nói hay không ba nói mình chê tiền của ba đó vũ quay lại nhìn vợ mộng ngọc chưa hiểu gì hết nhưng cảm thấy vẻ bất mãn trong đôi mắt của chồng vũ nói với ông thiện thưa bà con đâu có dám có ý nghĩ đó nếu không có tiền của ba thì con cũng chẳng học hành đến đâu á giọng nói của chàng rất bình thản nên ông thiền không nghĩ gì khác vả lại theo ý ông thì vũ nói đến ân nghĩa của ông là chuyện bình thường huống chi vũ lại là con rể ở trong nhà nhưng mộng ngọc đã cảm nhận ngay sự chua chát trong câu nói đó và nàng đã tự trách mình đã lỡ lời làm buồn lòng vũ nàng không biết nói sao cho vũ khỏi nghĩ ngợi buồn phiền nhưng trước mặt cha nàng đành nín lặng ông thiện nói tiếp nếu vậy thì ba cho tụi nó khởi công xây cất lúc này công việc ở hãng thầu cũng nhàn lắm à còn quả đồ bệnh viện con có muốn nhờ ai vẽ ăn không vũ đáp dạ tùy ba liệu ba quen việc xây cất chắc hiểu rành hơn con rồi chờ lúc ông thiện quay sang dẫn với bé dung vũ đứng lên đi về phòng riêng chàng để nguyên quần áo nằm xuống giường quay mặt nhìn lên trần nhà ai mới nhìn qua cảnh sống hiện tại của vũ cũng đều khen ngợi ước thầm chàng có địa vị trong xã hội có tiền lại vợ đẹp con khôn chàng hành nghề là có đầy đủ phương tiện hơn các bạn khác nhưng có ai hiểu được lòng vũ lúc nào chàng cũng cảm thấy khổ tâm ngấm ngầm đây không phải là lần thứ nhất chàng khó chịu vì câu nói vô tình của vợ mà đã nhiều lần rồi và chỉ biết nhận chịu một mình lỗi ấy hoàn toàn không phải do mộng ngọc phần lớn là tại hoàn cảnh của chàng và sự phản ứng bộc phát bất thường trước kia chàng không thể ngờ được là mình sẽ phải khổ tâm về chuyện nhờ vả cha vợ để sang pháp du học nếu chàng không cưới mộng ngọc thì chuyện ấy cũng không quan trọng gì đằng này lại khác cha chàng và ông thiện buổi thiếu thời đều làm thư ký cho một sở cao su ở xuân lộc cùng độc thân lại ở trên rừng nên họ dễ thân nhau và xem nhau như ruột thịt vài năm sau vì không chịu nổi khí thiên độc địa của núi rừng cha vũ trở về sài gòn để làm việc trong một hãng buôn ông gặp mẹ Vũ rồi sinh sống luôn tại Sài Gòn. Nhiều năm trôi qua, khi Vũ lớn lên sắp thi túi tài, thì cha chàng gặp lại người bạn tham giao thuận trước. Nhưng ông Thiện nhờ bương chải làm ăn đã trở nên giàu có lớn. Thấy bạn vẫn sống trong cảnh thanh đạm, ông Thiện ngỏ ý giúp đỡ nhưng cha Vũ một mực chối từ và bảo mình chưa cần đến. Khi Vũ đổ túi tài toàn phần thì chàng định thôi học để đi làm giúp đỡ cho cha mẹ. Ông Thiện biết được chuyện đó, liền đến nhà bảo với cha Vũ. Anh á, anh có một đứa con mà không cho học đến nơi đến chốn thì uổng lắm. Nếu mà anh không nề hả, tôi sẵn sàng giúp cho cháu sang Pháp để học cho hết đại học. Cha Vũ là người khí khái, nhưng nghĩ đến tương lai của con, ông thấy siêu lòng. Vũ sang Pháp trong năm đó với sự chu cấp tiền bạc của ông Thiện. Trước khi chàng xuống tàu, cha chàng có dặn. Ông Thiện do nghĩa thăm giao mà giúp con du học. Cha nhận lợi là vì tương lai của con, nhưng trong lòng rất là e ngại. Con ráng học đừng có để phụ lòng tốt của người và gây sự khổ tâm cho cha nghe. Vũ đã hứa với ông Cha không phải lo, con sẽ cố gắng hết sức mình để sớm thành tài. Cha Vũ còn dặn dò thêm. Sau này đổ đạt rồi, con đừng có quên ơn người đã tạo nên sự nghiệp cho con á. Vũ sang Pháp được một năm thì ở nhà mẹ và cha chàng lần lượt qua đời, xong chàng không hề hay biết. Ít lâu sau, ông thiện cho Mộng Ngọc sang Pháp học thêm ngoại ngữ chính mộng ngọc đã mang hung tin đến cho chàng vũ buồn quá chàng định bỏ học trở về nước nhưng mộng ngọc đã bảo anh đừng có về hai bác trước khi lâm chung đều có khuyên anh cố gắng học thành tài mộng ngọc đưa chàng bức thơ của ông thiện kể rõ bệnh tình của mẹ và cha chàng luôn cả việc mai chay của hai người chỉ cách nhau trong vòng sáu bảy tháng ông thiện cũng có lời khuyên vũ đừng về nước mà hãy tiếp tục sự học vũ đành nghe theo lời khuyên đó tình yêu giữa chàng và mộng ngọc cũng bắt đầu nảy nở trong những ngày xa quê hương cuối năm đó hai người lặng lẽ thành hôn sau khi được sự chấp thuận của ông thiện ngày ở bên nhà ông thiện cũng bày tiệc tùng đại quan khách trong lúc cô dâu và chú rể động phòng ở pháp có tiếng mở chút cửa vũ ngồi dậy mộng ngọc bước vào đến bên chàng khẽ gọi anh vũ nhìn nàng mà hỏi em cơm xong rồi hả chàng làm ra vẻ tự nhiên nhưng không giấu được vẻ buồn phiền mộng ngọc ngồi xuống bên chồng anh anh buồn em có phải không vũ lắc đầu không anh có buồn gì đâu anh hơi mệt anh muốn nghỉ một chút thôi ra ngoài để ba trong rồi chàng đứng lên bước ra khỏi phòng. Mộng Ngọc nhìn theo chồng, khổ tâm lắm. Nàng biết vũ Phật ý vì câu nói vô tình lúc nãy. Nhưng cũng như bao lần trước, chàng không muốn Mộng Ngọc xin lỗi mình. Mộng Ngọc lo ngại trước thái độ của chàng. Thà là chàng nói ra để vợ chồng thấu hiểu lòng nhau. Chớ chàng cứ nín lặng như thế thì một ngày kia, sự dồn ép bộc phát bất ngờ. Tình cảm như vợ chồng thật khó hàn gắn. Mộng Ngọc tự trách mình cứ hay hớn hên, để chồng hiểu lầm. Nàng dặn lòng từ này về sau, phải thận trọng lời nói đối với chàng. Bữa cơm hôm đó vì chuyện cất bệnh viện mà vợ chồng Vũ kém vui. Riêng ông Thiện là không để ý gì hết. Ông cười đùa với Dung luôn, thỉnh thoảng lại bàn với Vũ về những điều đã dự tính. Buổi chiều khi Liệu đến phòng mạch, đã thấy bác sĩ ngồi trước bàn viết. Vẻ lo âu rõ rệt. Vũ nghe tiếng chân của Liễu bước vào thì ngẩng lên hỏi: "Cô Liễu, thế nào? Có gặp khó khăn gì không?" Liễu lắc đầu mỉm cười. <cười> "Thưa bác sĩ, có khó khăn gì đâu. Mẹ tôi dễ lắm, bà hiểu rõ hoàn cảnh của cô Hiền nên càng mến cô ấy hơn." Vũ lo ngại hỏi: "Cô cô cô, cô có dặn bác à... Dạ bác sĩ khỏi lo." tôi dặn dò kỹ lắm. Vũ thở dài nói, à, hiện giờ tôi bối rối quá cô liễu, sự thật quá bất ngờ chính tôi không có hề nghĩ đến. Liễu tò mò hỏi, nhưng sao bác sĩ tin chắc cháu bé đó là con của mình? Vũ đáp, còn gì phải nghi ngờ, cô không có thấy nó giống bé Dung sao? Liễu gật đầu dạ tôi cũng thấy thế vũ nói thêm tôi hiểu rõ hiền lắm nàng không phải là hạng người chẳng ra gì ngày xưa tôi mới là người đáng trách liễu khẽ hỏi bác sĩ đã gặp cô ấy trong trường hợp nào sao lại có con với nhau mà không biết vũ khổ sở à, tôi nói ra chắc cô không khỏi khinh tôi á dạ không Bác sĩ nói vậy chứ đời nào tôi dám coi thường bác sĩ. Không, cô có quyền kinh rẻ hành động của tôi, dù là hành động không suy nghĩ của thời trẻ. Ngừng lại một phút, chàng nói tiếp. Năm ấy, sau khi đậu tú tài toàn phần, tôi về quê một người bạn ở Vĩnh Long trong một làng nhỏ ở bên bờ sông Cửu Long. Tôi định vui chơi trong một vài tháng rồi về Sài Gòn tìm việc làm để giúp cha mẹ bạn tôi là anh hoài làm giáo học ở đó đó liễu ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn vụ đây là lần đầu tiên nàng được biết tâm tình của vị bác sĩ mà nàng kính mến vụ nói tiếp chính trong những ngày này tôi đã gặp hiền và yêu nàng với tất cả sự bồng bộ của tuổi trẻ nhưng thật tình lúc ấy tôi không hề có ý nghĩ sẽ cưới hiền làm vợ liễu trố mắt nhìn bác sĩ thật không ngờ người mà nàng kính mến cảm phục lại có những hành động tác tệ đến thế bác sĩ không có ý nghĩ cưới hiền làm vợ sao lại nỡ phá hại đời của nàng vũ nhìn qua thái độ của liễu cũng đoán hiểu được những ý nghĩ trong đầu nàng chàng thở dài tiếp cô liễu chính tôi cũng thấy xấu hổ vì hành động của mình ngày trước thật tình mà nói cô có khinh tôi cũng phải thôi liệu lắc đầu nói bác sĩ nói thế thật quá đáng tôi nào có dám có ý kiến chi đâu được bác sĩ tin cậy cho biết chuyện riêng tư như vậy là nhiều lắm rồi một lúc liệu nói sau khi bác sĩ về sài gòn thì không còn thư từ liên lạc với cô hiền nữa sao vũ đáp qua mấy tháng ở Vĩnh Long tôi về Sài Gòn thì gặp dịp đi Pháp tiếp tục học. Tôi không kịp từ giả ai hết và cũng không được thư của Hiền. Lúc sáng nàng đã kể cho tôi nghe nỗi gian trưng của nàng trong những năm tháng đó. Liễu khẽ nói, Cô Hiền thật là đáng tội nghiệp. Lúc nãy mẹ tôi có hỏi qua chuyện ấy và nàng cũng thật tình bài giải rồi. Hai người yên lặng rất lâu, liệu đã thấu hiểu hết sự thật về câu chuyện giữa hiền và vũ hoàn cảnh của vũ thật không có lối ra vợ chàng cũng đáng trọng mà người yêu cụ cũng đáng thương liệu bỗng hỏi thưa bác sĩ bác sĩ định thế nào bây giờ vũ ngã lưng vào thành ghế chán nản tôi chưa có biết tính sao á nói rõ sự thật cho mộng ngọc nghe hả tôi chẳng biết phản ứng của nàng sẽ như thế nào riêng vậy hiền á cô nghĩ xem tôi đâu có đành lòng để nàng phải khổ hơn nữa có tiếng động ngoài phòng khách liệu biết có bệnh nhân nên đứng lên sửa soạn tiếp khách hai người ngân ngang câu chuyện buổi chiều khi hết giờ làm việc liễu hỏi vũ bác sĩ có đến gặp cô hiền không tôi phải nói với cô ấy như thế nào vũ suy nghĩ một lúc rồi nói thế nào tôi cũng gặp hiền có tôi thì nàng yên tâm hơn liễu nhìn về phía cửa hông ăn thông sang nhà vũ tự nhiên nàng có cảm tưởng mình đồng lõa với vũ và hiền để phản bội mộng ngọc thật lòng nàng có muốn như thế đâu nhưng trước hoàn cảnh nan dại của vũ nàng cũng thấy tội nghiệp vũ nhìn vẻ lo lắng của liễu khẽ hỏi để hiền và con tôi ở nhà cô thiệt dạng bất đắc dĩ tôi cũng đã làm phiền bác và cô nhiều lắm tôi sẽ kiếm nhà khác cho hiền trong vài hôm nữa liệu lắc đầu bác sĩ không phải bận tâm mẹ tôi hiểu hoàn cảnh của bác sĩ và cô hiền nên không có nệ hà gì đâu điều mong ước của tôi là bác sĩ sớm giải quyết ổn thỏa làm sao mà cho ít khổ ba người á vũ buồn rầu hỏi liệu cô khuyên tôi nên giải quyết như thế nào bỏ rơi hiền hay là bỏ nhà này ra đi liệu lắc đầu tôi chắc bác sĩ không có thể giải quyết như vậy được vũ thở dài cô thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mới thấy rõ sự khó khăn á liệu nói tiếp tôi biết nhưng bác sĩ kéo dài tình trạng này càng bất lợi hơn vũ ôm lấy đầu tôi biết giải quyết thế nào cho yên xuôi cả hai đàn hả cô chàng chợt nghĩ đến ông thiện nếu cha vợ biết chuyện này chưa rõ ông sẽ đối xử với chàng ra sao ông thiện đâu ngờ vũ đã có con trước khi nhận lời ông sang pháp học và cưới con gái của ông và khi sự thật được phanh phui vũ có giải thích thế nào đi nữa chưa chắc ông đã tin liễu nhìn đồng hồ rồi bảo vũ thưa bác sĩ tôi phải về kéo mẹ tôi trong vũ đưa nàng ra đến cửa ngoài và dặn cô nói giùm với hiền á lát nữa tôi sẽ tới liễu gật đầu vâng dạ rồi ra lấy xe đạp về nhà vũ trở vào phòng mạch mở cánh cửa hông đi qua phòng ăn cơm đã dọn xong mộng ngọc và bé dung đang ngồi sắp hình trên đi quăng bé dung thấy cha đi vào liền tuột xuống ôm chân chàng nói ríu rít ba ba ông ngoại cho con kìa bé dung chỉ những hộp đồ chơi để gần chỗ mộng ngọc ngồi vũ cúi xuống ôm con mộng ngọc ngừng tay nhìn chồng âu yếm mình có mệt không hồi trưa mình không có ngủ trưa vũ lắc đầu không đâu ba đã về rồi hả dạ ba thức dậy là đi ngay vũ quay nhìn về phía bàn ăn bảo vợ anh không có ăn cơm nhà nghe mình mộng ngọc ngạc nhiên hỏi sao vậy anh anh có hẹn ăn cơm với ai hả vũ gật đầu anh có hẹn với bạn nên phải đi ngay bây giờ mộng ngọc thoáng nét buồn từ trưa tới giờ nàng chưa có dịp để xin lỗi chồng về câu chuyện tiền bạc xây cất bệnh viện nàng định ăn cơm xong sẽ giải bài sự thật trong lòng mình cho vũ hiểu nào ngờ chàng lại đi ăn cơm khách vũ nhìn vợ khẽ hỏi có chuyện gì hay không em hình như uh, em không vui mộng ngọc gượng cười dạ đâu có anh đi hơi đột ngột mọi lần anh đều bảo qua cho em biết trước em chỉ lấy làm lạ thôi vũ không muốn vợ để ý nghi ngờ vội đáp à họ điện thoại mời anh lúc chiều chưa kịp cho em hay á mộng ngọc tươi cười ngay Em hiểu rồi, thôi anh rửa mặt rồi đi đi kéo trễ. Vũ gượng cười ngó vợ rồi sang phòng bên thay đổi y phục. Tự nhiên, chàng cảm thấy khó chịu lắm. Đây là lần đầu tiên, từ khi về ở với nhau, chàng mới nói dối mộng ngọc một lần. Không biết rồi đây, chàng sẽ phải nói dối vợ bao nhiêu lần nữa. Hiền ngồi yên trước thềm nhà, bé Lệ đã ngủ từ chiều, hồi khuya đi xe từ vĩnh long lên sài gòn lại thấm mệt nên ngủ sai hiền dùng cơm với bà cụ và cô liễu xong thì ra ngồi ngoài hiên hóng mát trong khi đó liễu và mẹ bàn bạc bà câu chuyện của hiền mẹ liễu bảo nàng tội nghiệp cô hiền quá à, con hình như cô ấy cũng chưa biết bác sĩ vũ đã lấy vợ liễu đáp cô ấy chưa có biết đâu con tội cho cô ấy lắm. Bà cụ nói, bộ bà mộng ngọc không đáng tội nghiệp sao? Mẹ chỉ trách ông Vũ, liệu thấu hiểu, trong hoàn cảnh này Vũ không biết Hiền đã có thai nên bên vực chàng. Mẹ không có nên trách bác sĩ, ông ấy cũng khổ tâm nhiều lắm và hiện đang ở trong tình cảnh nan giải. Bà cụ khe khắc hơn, ai bảo ông ấy gây ra chi cái cảnh ngang trái này rồi ổng mới tính sao về chuyện cô hiền bác sĩ khổ tâm lắm mẹ à con có hỏi nhưng ổng cũng chưa biết tính thế nào cho dạng cả đôi đường á ngừng lại một phút nàng tiếp à, lúc chiều bác sĩ sợ làm phiền mẹ con mình nên định mướn nhà đưa cô hiền và bé lệ đi nơi khác bà cụ lo lắng hỏi ông ấy định không cho cô hiền biết sự thật à nếu vậy thì ổng định dối gạt cô hiền mãi làm sao liệu lắc đầu không phải vậy đâu mẹ con không tin bác sĩ tính như thế đâu còn gì mà binh vực ông ấy nữa mẹ đã thấy nhiều rồi mấy ông có địa vị có nhiều tiền thì lại muốn đa mang liệu không biết nói sao cho mẹ hiểu tâm trạng của vũ vũ không phải là hạng người như vậy đâu chuyện ngày xưa xảy ra chỉ vì phút bồng bột của tuổi trẻ nào ngờ lại đưa đến hậu quả không hay này liễu nhìn ra ngoài thấy hiền ngồi một mình trước thềm thì bảo mẹ con ra với cô hiền nghe mẹ hiền nghe tiếng chân của liễu liền quay lại mỉm cười nụ cười hiền hậu dễ thương liễu cảm thấy cảm tình của mình đối với hiền thấm thiết hơn nàng ngồi xuống bên hiền lệ ngủ rồi hả cô dạ đi xe mệt nên cháu ngủ từ chiều á rồi nàng hỏi liễu anh vũ chừng nào lại hả cô liễu biết nàng trong vụ lắm nên đáp thế nào bác sĩ cũng đến mà hồi giờ về á, bác sĩ có dặn tôi kỹ lắm hai người cùng yên lặng hiền cười nói <cười> Cô Liễu biết hiện giờ tôi ao ước được thế nào hay không? Liễu lắc đầu nói, tôi làm sao mà biết được, nhưng chắc cô mong được về nhà bác sĩ và được gia đình nhìn nhận. Hiền mơ màng nói, điều đó thì đã hẳn rồi, nhưng tôi còn mong ước một chuyện nữa cô à. Không đợi cho Liễu hỏi thêm, nàng nói, tôi muốn được như cô vậy á. Nghĩa là sao? Tôi muốn được giúp anh Vũ trong khi đi làm việc. Cô nghĩ xem tôi có thể tập thành công việc đó không? Liễu cười và càng thương hiền hơn. Nàng quá yêu Vũ, lúc nào cũng muốn được gần chàng. Liễu bảo hiền. Sao lại không? Công việc của tôi nhàn lắm. Nào có khó khăn gì? Nhưng chưa chi tôi đã thấy khổ rồi nè. Hiền ngạc nhiên sao vậy cô thì khi cô giúp cho ông Vũ được đó là tôi mất sở Hiền vội nắm tay liễu biểu lộ sự yêu thương chân thật không đâu cô vẫn làm chung với tôi chứ tôi đâu bao giờ quên ơn cô Liễu nhìn hiền thương mến rạc rào hiền ngây thơ chân chất trong lòng nghĩ thế nào thì nói thấy ấy chớ không biết màu mè ước vọng của nàng rất mong manh vì bên vũ còn mộng ngọc nàng có muốn giúp đỡ săn sóc cho vũ cũng không thể được liễu lặng thinh cho hiền sống trọn vẹn với niềm ước vọng đó lâu lắm nàng mới hỏi ông bà có biết cô lên trên này hay không hiền lắc đầu mẹ tôi đã mất lâu rồi còn ba tôi thì không có muốn nhìn tôi nữa vậy cô sống với ai Mẹ con tôi được cậu mở giáo hoài cho đùm đậu từ bao lâu nay. Tôi mở một quán nhỏ gần trường học nên cũng đắp đổi qua ngày. Liễu băng khoăn hỏi, cô ở lại đó mà bác trai không có lui tới hả? Ba tôi cấm không có cho léo hánh về nhà, mặc dù cậu giáo đã nhiều lần đến năn nỉ ông. Ba tôi bảo những đứa con làm nhục giả gia đình như tôi thì không có đáng sống. Liễu thở dài trước tình cảnh của nàng, Hiền rơm rớm nước mắt tiếp. Tôi khổ quá, nếu không còn hy vọng có ngày gặp lại anh Vũ, cho con nhìn cha, chắc là tôi đã tự tử lâu rồi. Liễu muốn an ủi nàng một câu nhưng không biết nói thế nào, Hiền cấp tiếng cậu giáo hoài đã khuyên tôi rất nhiều nên tôi mới còn đủ can đảm sống đến ngày giờ này á liễu để ý đến tên giáo hoài nàng không hiểu người đó là ai và có liên quan mật thiết gì với vũ và hiền mà từ chiều đến giờ hai người đều có nhắc đến hiền lại tỏ ra rất tin tưởng và biết ơn người đàn ông đó liễu hỏi nàng ông giáo hoài đối với cô như thế nào hiền đáp cậu ấy bà con xa với mẹ tôi và là bạn của anh vũ liễu gật đầu thôi tôi biết rồi khi xưa cô và bác sĩ quen nhau cũng do ông hòa giới thiệu chứ gì hiền gật đầu nhìn xuống đất nàng nhớ đến những ngày tháng xa xưa khi tim nàng bắt đầu rung động vì một bóng hình xa lạ thuở ấy nàng là một cô gái vừa đến tuổi dậy thì trong lòng còn mang nhiều mộng đẹp nàng gặp vũ một lần và chú ý đến chàng hiền nhớ rõ buổi chiều nàng ngồi bên bờ sông trước nhà thì vũ đi với hoài qua đó hoài ngừng lại hỏi nàng một vài chuyện và hiền thấy bẽn lẽn khi vũ chăm chú nhìn mình đôi mắt của chàng thu hút mãnh liệt khiến cho nàng không dám nhìn lâu hiền cảm thấy bồi hồi khi vũ cất tiếng hỏi nàng chào cô lúc ấy Hiền chưa biết rõ Vũ là ai và ông giáo đã giới thiệu hai người. Hiền biết mang máng là Vũ đang học ở Sài Gòn và đã nổi đạt. Thế rồi Hiền mơ màng nhìn lên nền trời đầy sao ở thành phố, nàng thấy sao trên trời không sáng bằng ở thôn quê, có lẽ tại nhiều ánh điện quá và lòng người cũng không hòa hợp với muôn sao. Hiền nhớ đến những đêm trăng nàng và vũ ngồi lặng bên nhau trong vườn mùi hoa bưởi thoảng bay từ nãy giờ liễu vẫn yên lặng bên hiền nàng không muốn làm xáo động ý nghĩa của hiền liễu biết chắc nàng đang nghĩ đến mối tình xưa cũ đến những kỷ niệm êm đẹp của hai người lúc mới yêu nhau hiền bóng giật mình quay lại nhìn liễu mỉm cười nàng thấy mình quá hớn hên để cho liễu đoán được tâm trạng của mình có tiếng xe hơi ngừng trước cửa nhà. Hai người nhìn ra, Liễu nhận ra chiếc xe hơi của Vũ nên bảo hiền. Bác sĩ đã đến kìa. Nàng phân vân, không biết có nên đón Vũ vào nhà hay để chàng và Hiền gặp nhau tại đây. Ở ngoài hiên này có lẽ tiền hơn. Liễu khẽ nói. Thôi tôi vào trong nghe cô Hiền. Hiền nhìn Liễu mỉm cười gật đầu, nàng thấy lòng mình nao nao hơn bao giờ hết liễu nhẹ nhẹ bước vào trong vũ xuống xe đi thẳng vào trong sân hỏi hiền con đâu rồi em hiền đáp dạ con đã ngủ rồi anh vũ âu yếm em ngồi làm gì đó hiền cúi đầu đáp nhỏ em em đợi anh cô liễu nói em á là anh sẽ tới vũ chợt nhớ lúc nãy mình có thấy liễu ngồi đây nàng lánh mặt chắc là vì muốn để yên cho chàng và hiền được tự do nói chuyện với nhau chàng ngồi xuống bên hiền nhưng không biết phải nói gì bây giờ hai người đã xa nhau lâu quá rồi chàng không hề nghĩ có ngày gặp lại hiền trong hoàn cảnh ngang trái này lời chàng muốn nói ra cũng thấy không thật hiền bận nghĩ đến cha mẹ vũ nên khẽ hỏi anh đã về nhà chưa hay anh ở phòng mạch rồi sang đây? Vũ giật mình. Không, anh anh tạc qua nhà rồi chứ. Hiền muốn hoại thăm gia đình của Vũ, nhưng sợ chàng hiểu lầm mình có ý thúc đẩy chàng, nên lại thôi. Vũ bỗng nói. Anh thấy em ở đây cũng phiền cho bà cụ và cô Liễu, nên định tìm một nơi khác cho em ở tiện hơn. Hiền ngước mắt nhìn chàng, anh không định thưa với ba má sao?" Vũ ấp úng nói. "Có chứ em, nhưng chưa có tiện lúc này. Anh muốn em tạm ở riêng một thời gian." Hiền không hề có ý nghi ngờ tấm lòng của Vũ, nên cúi đầu nói, "Dạ, anh tính thế nào cũng được, em chỉ mong mỗi một điều là con được gần cha." vũ cảm động nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng hiền ngã đầu vào ngực vũ sự cô đơn nhiều năm đã khiến nàng tha thiết được hưởng những giây phút êm đềm bên cạnh người yêu hương vị yêu đương ngày nào như bừng sống dậy trong lòng vũ chàng cúi xuống hôn lên mái tóc của hiền